mới vào Sài Gòn được có một đêm, chưa có ngã ngủ hết, chưa được nghỉ ngơi hết. Sáng hôm nay 3 giờ sáng lọ mọ ra sân bay đi về Quảng Ngãi lại rồi. Hành trình thì nó cứ thế là đi thôi, không có một ngày nào ngưng nghỉ cả. Ơi, cũng nhận là kỳ này đi một cái thời gian rất dài như vậy đó. Sân bay nội địa lúc 3 giờ sáng được quý ông bà. Người ta người thì nằm, người thì ngồi. Tôi nói ai cũng ngồi ngủ chơi đó, ngồi cũng ngủ mà nằm cũng ngủ, đứng cũng ngủ luôn. Buồn ngủ quá. Từ ngày về Việt Nam tới giờ chưa có về nhà. Bây giờ chị em hẹn nhau ở sân bay. Đây là cảnh buổi sáng, mới có 3-4 giờ sáng à. Mấy chị em gặp nhau ở sân bay này quý ông bà. Đây là chị dâu của con, Nguyễn Thị Khánh Hương. Nguyễn Thị Khánh Hương ở trên kênh Facebook á, chị có bán đồ sách tay về phải không? Okay. Có dầu thơm nè, rồi có túi sách. Hàng hiệu. Chính hãng. Đúng rồi. Đó. Bán sữa Alpha Lido. Để dành cho những người mà suy dinh dưỡng cơ thể, khớp, rồi bệnh tiểu đường. Tại vì Kim đi hành hương chung với lại bà con, nên là khi mà về tới Sài Gòn á, thì tối hôm qua có tụ họp lại một ngày ở trụ sở Thanh Hóa, chỗ cha Đỗ Minh Tuấn á. Thành thử ra là chưa có kịp về đến nhà luôn, mà sáng hôm nay phải về quê để thăm ba của Kim. Bởi vậy nên là mấy chị em gặp nhau ở sân bay luôn. Đấy. Chưa có về nhà, Kim về nhà, nghe nói là về từ lúc đầu tháng mà tới giờ này cũng chưa thấy về tới nhà. Chưa về tới nhà, chị em hẹn nhau tại sân bay rồi đi tiếp. Thôi bây giờ lên máy bay. Bây giờ boarding. Đeo khẩu trang nha mọi người. Đi lên máy. Phải đeo khẩu trang hả? Ủa phải đeo khẩu trang hả? Rồi lên đeo khẩu trang này, hên thì sáng bên đó em là mấy khẩu trang đi á. Lấy khẩu trang. Sân bay buổi sáng. Bây giờ đi ra ngoài xe bus để chở mình ra máy bay. Đi nội địa người ta phải bắt đeo khẩu trang vô. Còn mình đi từ bên kia về không ai bắt mình đeo khẩu trang á. Đây check in vô. Lên xe bus mỗi người nắm cái này quý bà dơ lên cao rồi nè. Đó. Hiểu không? Đâu rồi? Hello. Sân bay bây giờ nó đông hơn là bến xe. Ừ. Sân bay nội địa bây giờ đông hơn bến xe. Tại vì người ta đi này nó tiện hơn mà giá cũng không có mắc lắm. Thăm ba của Kim. Và đây là ba nè, 90 mấy tuổi đó các bạn. Đó, 94. 94 tuổi dạ. Còn đây là vợ của ba Kim. Cô ở đây cô. Dạ, cô đó, vô đi. Vợ của bà Kim. Dạ. Cái này là mẹ của Kim mất lâu rồi, mất mấy chục năm rồi. Thì sau đó thì ba của Kim có về đây cưới cô Huê. 29 năm. Dạ. Thì ông bà sống với nhau ở đây. Nên là thử là đó, hôm nay là anh em tụ họp vào đây nè,
về thăm ba nè, thấy ba khỏe chúng con mừng lắm luôn á. À, cũng may mắn là cô Huê cũng còn khỏe đó, và còn chăm sóc cho ba, nên là nói chung là thấy ba như vậy á chúng con cũng mừng lắm. Mừng lắm. Tại vì có biết sao, hồi sáng á, hồi tối qua cháu đi ăn tiệc, tiệc ở trong chỗ trung tâm trụ sở của ông cha Tuấn, làm tiệc cho đoàn hành hương của con để đi ăn ngày 8 tháng 3. Anh bụng nó từ no rồi đó, sáng nay á, mới dậy 4 giờ sáng dậy á, chưa có một chỗ lì nữa. Còn tự nhiên cái này nó mừng ghê biết. Mừng á. Em mừng á cô. Em mừng á. Ở nhà có đẻ từ hồi xưa đó, hồi xưa mà lúc mà ba cháu còn khỏe đó. Ngồi đó đi coi là cứ một tháng á là ba đi vào Sài Gòn một lần. Bây giờ ba lẫn rồi không đi được nữa. Mà con mừng mình mày. Ừ, kỳ hết. Cháu mang về không có được nhiều người, cháu đi hành hương mà cháu đóng về thì nó cho mỗi một người chỉ có 2 kiện thôi, mà nếu mà cháu đóng dư ra đó mà mình đóng tiền vào thì chỉ có bánh kẹo của mình nó phí quá. Cháu nghĩ là cái số tiền mà mình đóng vào để nó dư ký ra đó thì thay vì mình về đây mình mua nó còn rẻ hơn. Đúng rồi, nên là cháu nghĩ vậy, cháu đóng dư ra tuần nào đó thôi. Được rồi, chứ là ở Việt Nam mình cái gì cũng có. Dạ đúng rồi, không cứ gì trong Sài Gòn này cũng có, cái gì cũng có, nhưng mà trong mình chẳng có tiền thì mình mua, còn không có thì cũng muốn mang về làm quà cho ba cháu vui thôi. Nhưng mà đúng ra là cứ có tiền thì bữa nay ba vui lắm á. Bữa nay là ba vui rồi, gặp con cái là vui rồi. Bây giờ ba cháu là có cháu chắc rồi đó. Đó có Duy nó có 2 đứa con gái thương lắm. Dạ. Cưng lắm thôi cô ơi. Dạ, nhìn thấy cô ạ. Dạ. Anh ba nhớ không? Nhớ ai không? Anh mới đầu thì không nhớ, nhưng bây giờ nhớ rồi cô. Dạ. Ai vậy anh ba? Hả? Ai đây? Anh Tâm. Tâm là thứ gì của anh? Con cả. À, con cả đó chưa? Dạ rồi bà, 9 mấy tuổi rồi. Đồ đạc trong nhà anh cho nên tắt chị Huy tìm phòng nè. Hả? Đồ đạc trong nhà đó anh hết. Lúc anh quay quay chẳng đem anh thắt gạch lên, thắt kỹ lắm thì quay cái tiền phòng mà tiền ra luôn. Thì nói chung là lớn tuổi ai cũng phải quên đi chứ còn nhớ hoài chẳng sao mà ra được. Năm nay là 96 rồi. Dạ, 9 mấy tuổi. 92. Ba cháu ở đây cũng nhờ mẹ của cháu ở đây với nhờ các cô. Tháng anh chị thì cũng gửi tiền đầy đủ cho ba cháu. Nên là ba cháu cũng không có thiếu đó. Anh cứ nhớ cái đó vậy đó. À vâng. Mà chị ba chị quê thì có nói vậy rồi, anh cứ bán bỏ nữa. Năm nay ba bao nhiêu? 97. Mới 97 à, còn trẻ mà ba. Còn trẻ. Mới 97 tuổi à, ba còn trẻ mà. Ba cứ vui vẻ đi thì mỗi năm á con sẽ về con thăm ba. Ba sức khỏe của ba thì thanh niên không bình thường. Đó, thấy chưa? Sức khỏe của ba thanh niên không có bằng đâu nha. Ủa mấy người đi chợ hả? Thôi bây giờ con đi ra ngoài chợ, con xem chợ quê thế nào. Thấy ba như vậy là con vui lắm luôn á. Đấy, bây giờ con đi chợ, con thăm coi nhà quê ở đây họ bán những gì. Để coi có cái gì ngon con mua về cho ba ăn nha. Có gì ngon mua cho ba. Dạ. Mới 97 rồi còn trẻ lắm mà, đâu có già đâu. À vậy hả? Từ nó lên là cây đu đủ nè, thế nào bị về thế nào cũng bị chôn trái làm gỏi ăn. Cây đu đủ ở nhà mẹ Kim nè. Bữa nay mình đi về quê và bây giờ hai chị em của Kim đi chợ chung với lại anh trai của Kim với chị dâu. Đi mà không biết đường á là phải hỏi thăm đường. Trên kia là ông anh với chị dâu Kim chạy cái xe trên, còn Kim với em gái thì đi cái xe ở dưới. Mà không biết là chợ nào ở đâu nữa, đi tới đâu rồi hỏi thăm tới đó. Đường ở dưới quê các bạn biết không, vắng vẻ lắm, nên chạy xe không có sợ bị kẹt xe hay là bị bụi bặm nhiều đâu nha. Coi
và chị dâu với lại em gái Kim mua gì. Và đây họ bán rau, bán các loại rau các bạn, còn có rau má nữa nè. Còn bên này họ có bán các loại bánh tráng, bên kia là bánh cá. Đây là quang cảnh của khu chợ Mộ Đức tại Quảng Ngãi. Quầy cá này các bạn ơi, cá ở đây cũng tươi ghê á. Có bán hả chị? Mua dưa, mua dưa chua hả? Nhiêu vậy? 10.000 hả cô? Cô có bán nấm rơm không? À nấm rơm bên này hả? Ok, để mua nấm rơm bên này chị Hương. 15 được không? 15 em lấy 2 lạng đi. Nhiêu chị bán nhiêu vậy? 17.000 hả? Chỗ đó nhiêu, hết chỗ đó nhiêu? Mấy 15 em lấy hết cho chị. Được không? Có em lấy bên này. 15.000 được không? Không được hả? 16 thôi lấy luôn đi. Lấy vô cổ đi. Thôi đừng mua chuối thôi. Lấy nửa cái chuối đây không em? Dạ. Chỗ này nhiêu? Lấy hết chỗ đó là nhiêu? Ít thôi đừng lấy nhiều quá. Cô làm sạch cho cháu luôn được không? Lấy nửa ký, lấy cho con nửa ký mà lấy làm sạch cho con nha. Ủa cô, cái này sao cái nấm rơm mày to vậy cô? No, ý cho hỏi vậy thôi. Mua hành ngò, mua tỏi băm, có tỏi băm không chị? Có tỏi băm không? Ngon lắm em, gia vị vô này sửa vô miền bánh ngon. Dạ hả? Đã mua người rồi. Ngon không? Ngon lắm, em không thỉnh gì đâu, ngon lắm. Bánh ngon, gia vị sửa vậy đi. Rửa nhỏ bánh thử một bình tinh cái điện, rửa ra đây. À, còn bịch này bán sao? Bánh mềm, bánh thẳng ra bánh mềm. Mình là bao nhiêu? Dạ, bịch 20.000. 20.000 hả? Cái bánh này 16.000 hả? Còn bánh này ngon phải không? Ngon, bao kê chị luôn á. Ok luôn, 16 nè. Lấy mấy ủa thì em bỏ cho. Sẽ lấy một ủa cô. Dạ. Một cái bánh này á, cái bánh... Bánh bông lan. Bánh bông lan này á, 16.000. Để ra mình con quá tặng nữa. Đẹp. Ngon lắm. Một cái bánh bông lan 16.000 thì anh thử ngon không? Cô nói ngon lắm. Ngon lắm, em thử đi. Bánh ra thì ngon rồi. Em chỉ đi dặn bánh này làm trong nhà không sao? Mới làm nữa. Mới làm xong hả? Ừ, mình mới mượn. Nó mềm cái bánh này nó ngon. Thơm ngon thiệt. Ngon, em thích chi mà. Em ngon. Bánh bông lan là mềm, bánh nó ngon, lòm nhỏ sữa là nhiều, mềm bánh nó ngon. Chị thấy không? Chị để nằm xong vô tư không sao hết. Ngon quá. Ngon. Thôi bỏ được cái con. Ngon. 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 Ở đây họ bán gà vịt sống mà. Trời ơi, con vịt nào, con vịt nó mọc ú luôn. Rồi bên đây là gà trống nè, bên kia là gà mái nè. Quá trời luôn. Có ai mà tin không? Chị dâu của Kim á mua trứng gà từ Quảng Ngãi đem vào Sài Gòn. Trứng vịt chứ quên. Chị Hương ơi, cái này cái nước mà chị đem chị về chị luộc xong chị đem vô cho nó bể hết rồi chị Hương ơi. Ai mà mua kỳ cục vậy? Cái nó ngon quá. Ngon thì ngon chứ. Ngon quá. Bán cho 10-20 trứng cút luôn đi chị. Đó, trứng cút vừa luộc ăn. Trứng cút này các bạn thấy không? Tươi tươi thì cứ tươi luôn. Nói chung là ở đây cái gì cũng tươi ngon hết á. Có đọt bí nữa kìa chị Hương. Con đi về đi về cho bạn. À, cái bánh bí nè, ớt thì bán cho 5.000 ớt đi. Mua đó.
30 ngàn đó. Đồ này mày ế gì chị bán kìa, ế hả? Chợ mà bán ở đây chị bán chị chiều luôn mà phải không? Ở chiều ế lắm hả? À. Vậy hả? Mấy cái muốn cắn thì chiên không? Được. Không không không. Cô cái trắng trắng là cái gì vậy cô? Nén. Nén là mình nấu sao? Là mình dên. Ý là nhỏ mình bán lớn đồ đó. Là mình lại mình nấu cháo hả? Ờ. Ờ. Mấy cô nói ở đây chợ ế lắm. Mà nếu mà đến chiều còn ế hơn nữa nên rau cỏ còn quá trời luôn. Mua hành rồi chị Hương ơi. Các bạn ơi, cô nói cô bán ế quá đi. Kia bây giờ mua đồ ăn rồi thì bây giờ mua thêm cho cô 10 ngàn. Ủng hộ cho cô, tội nghiệp cô quá. Em ở bên Mỹ về không? Yeah. Chợ mà tới giờ này là ở quê gọi là ế đó các bạn. Tới chiều là coi như là bán không có bao nhiêu hết đó. Dạ. Dạ. Sáng mấy giờ thì cô đi chợ cô bán? 6 giờ là cô có mặt đây rồi hả? À, bán đến chiều luôn hả cô? Ờ vậy hả? Ồ cô 4 giờ hả? Trời ơi thương không? Dạ. Bán ế quá hả cô? Ừ. Dạ. Dạ. Thôi để bữa nào con đi ra đây con mua con ủng hộ cô nha. Yeah. Yeah. Con mua hết rồi nên không có con mua giúp cho cô. Dạ yeah. Yeah, vâng ạ, dạ dạ. 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 Mấy chị em của Kim đi về quê, đại náo cả một vùng quê. Nói chung là tiền ít nên là đi trả giá tùm lum. Tôi nói hả, hành nha các bạn biết không, 10 ngàn một bịch to như vậy nè. 10 ngàn tính ra khoảng chừng có mấy chục xu à. Rồi đây là dưa cải chua. Để trình làng cho các bạn là lấy mua những gì nha. Và đây là tỏi và ớt. Và đây là bông bí. Mình được bông bí xào tỏi thì phải nói là hết bản luôn. Đó các bạn nghe không? Cá chiên đó. Và đây là bánh bông lan. Cái này mới hấp dẫn các bạn nè. Bạn ơi, ai mà về quê nha, hoặc là về Việt Nam á, đừng có quên ăn cái món này nha. Món này là nấm rơm. Món này xào chút xíu tỏi thôi. Món này đổ vô kho được không cô? Cho chút xíu bột nêm đi thôi. Là các bạn cô, cái đồ làm nhà đâu? Cho con thấy con đẩy cho mày ơi. Trời ơi. Để con đẩy. Đấy, nó không có. Thấy cái gì đẩy rồi con đẩy. Ai cho nước kia đâu, chắc nó mới sôi đó. Dạ, nước canh nóng sôi không? Cái gì con nãy lấy rồi để con làm cái này không cả này thôi không phải cái gì mà lấy cho cái này lấy sao cô? Các bạn biết không, đây là đồ chay nha, cái này là cái gì họ xào chay á, ngon lắm. Và đây là rau muống xào, còn đây là thịt bò xào. Rồi có rau cải nè, rồi có cá chiên nè, rồi có gà kho sả nè. Trời ơi, tôi nói ăn cho hết rồi, bao bụng luôn á. Cái này chắc hồi nó vệ sinh ra về nhà ăn bớt. Toàn đồ ngon không? Đó là chị đi một chút xíu rồi đó, sáng có ăn ủi mì rồi nha. Quê đó họ bán rau, họ lấy cái nẹp chuối các bạn, họ kẹp như vậy nè, kể cả rau muối dưa họ cũng kẹp như vậy ha, rồi các loại rau thơm họ cũng kẹp như vậy. Nói chung là họ kẹp như vậy nhìn nó hay chứ đúng không các bạn, bằng lá chuối mà không cần phải lấy dây chuối cột vào, cộng thêm cột đầu này chứ không phải là cột rau hả, cũng hay chứ mà nó tươi, nó làm cho rau tươi lâu không có bị dập rau nữa. Thì mình về nhà cái mình lấy rau ra hoặc mình cột cho sợ nó bị dập.
và họ làm như này. Hay quá ha. Tôi nói đầu bếp này biết nấu ngon hay không mà nó bắt hai chị em rửa gần chết luôn. Không, đầu bếp này tôi nói bởi em nói rồi. Tôi nói người mà người ta là đầu bếp á, người ta chỉ chiên xào và nấu luộc. Còn mình á là phải phụ là nó kêu rửa là rửa. Mà nó kêu rất là gắt. Mà nó kêu hả nó rửa chị là bưng tới đâu bưng tới đó cho em. Rồi cứ cãi lời nó. Thấy không? Nhưng mà lúc ăn ngon á, người ta hỏi ủa ai nấu vậy? Có ai hỏi là có ai sắp đồ ăn ngon không đúng không? Ai rửa không? Ai rửa rau rồi không ai hỏi cái điều đó hết á, mà chỉ hỏi cái con này nó nấu có ngon hay không thôi. Các bác thấy không, nó sai gần chết luôn. Tôi nói rửa cái này rửa cái kia, hành đâu rồi á, tỏi đâu rồi, gừng đâu, xả đâu, băm ra đi, băm rồi băm cái này cắt cái kia. Tôi nói làm như là một con quay vậy đó. Cuối cùng lúc ăn người ta đâu có hỏi gì tới mình đâu, thôi rửa rồi tới đây đủ rồi, nó làm nữa là mấy cái trái sa cô che nó chín chưa nha. Chín rồi đó. Nhưng mà nhìn nó teo cái này, các bạn thấy nó chín chưa? Chín rồi đúng không? Chín rồi thì bây giờ mình đi mài dao. Bây giờ đi mài dao để ăn xong che. Rồi con dao này nó lục dữ lắm luôn. Dao này cũng quá. Quá lục. Sao lục hả? Có nghĩa là con dao nào mà lục á để dưới này, còn con dao nào mà nó bén quá đó, thì để trên cái tủ, bởi vì sợ ba của Kim á đụng vào cái tay. Nghe chưa, anh này cắt để làm gì đây bên? Thì hàm mà cắt bỏ đồ hàm cắt nhỏ. Đó, nghe chưa, nghe chưa? Hành sắc bỏ đồ đồ xào rất là nhỏ nha. Bà sắc gì đâu chưa? Bà làm gì được? Đầu bếp sai thì bà làm đi trang nha, bà làm được nó lót nữa. Còn cái lá này mình làm gì? Lá hành này để làm gì? Cái lá này nè. Lá thì đổ hành chưa? Nó làm gì được không? Dễ mà coi. Không, nó cắt được bởi vì chị bỏ là khỏi cho đồ xào luôn. Cắt thêm miếng lá nữa, với miếng ngò nữa. Đó. Ngò đâu không thấy ta? Sống ngò ở đây mà. Thôi ngò ấy đâu rồi chim? Ngò em kia bỏ vô, sống cho chọn được gì, lập đi. Lựa với miếng tấm cá rồi đó, đây nè. Thôi còn này ngò mới nha. Thì lựa lựa thì trồng ra. Cái vậy bỏ vô em rửa chung rồi giờ sao vậy? Tao lo chim đi về quê thấy vui không? Quá vui. Đi chợ rồi ha. Đó cái hai cái ế vô thơm đúng không? Cái đầu ấy nó trời ơi gà nó thơm lừng cái gì Hương ơi. Mình một ta. Thơm lừng luôn. Rồi rau là đó làm gì nó không? Món gì nó cũng ngon. Giờ là chị giả miếng tỏi ớt làm mắm tỏi ớt chấm rau. Nghe chưa? Cái vụ này coi bộ à. Giá tỏi ớt là nó mắm trứng rau, trứng mây, trứng cá. Một dĩa cá chiên đã ra lò. Và còn một miếng canh chua nữa. Đây là cá chiên. Thơm lừng luôn. Cá này cá tươi rói luôn nha. Hành tỏi hồi nãy băm để đâu trời? Đó, hành tỏi đâu kìa chị Hương? Đây, nó để gì đây cho còn gì nữa. Tôi nói thợ nấu nó nói cái gì thì tao phải nghe lời nó rất vậy thôi. Lúc mà dầu nó nóng rồi đó, thả vô á, hoặc là nó làm nước màu á, nó cháy thì sao, hiểu không? Gà gì được chưa? Dạ, kho lừng ạ. Kho xả, ngon lắm. Kho xả, kho lừng. Rồi, được tắt đi, để nó cháy quá nó không ngon. Bây giờ... cái cầu nhỏ để em đợi chút này nè. Lấy cầu nhỏ lẹ lên. Xong chưa mà làm gì mà lâu vậy? Lấy cái tô nhỏ lẹ lên. Tô nhỏ mới cúp cái gì? Cúp cái thịt bò xào ra để cái nấm dưới rồi vô. Một miếng thịt bò chút xíu mà lấy cái tô to thôi nha. Đây. Lấy
Ê, chị Hương kéo đồng hồ quá xì xì sang cái người nó sang đeo toát nó khỏe sang chẳng sang cho không biết hả gì sao bố cái này là không sang nha có thể còn là có gì kia vậy không hề không hề nha xong rồi cho nấm rơm vô rồi bắt đầu cho cái bí vô đó là theo sự tiết toán của bếp á cũng hơn là đi đây ba đứa là cho có người hai cho có người nó sai chứ mình bà chắc chắc phải chết cô con lấy cái gì con giả sợ tỏi ớt rồi cô cô nghe, cô nghĩ chưa? Rồi cô có nói không cô? Không, quen rồi đó, đúng không cô? Này nó là, mà nó là ở bên Việt Nam là ghê nha, trời nóng hổi rồi đó, mà lúc nào mà kéo lại, không phải đâu, tại vì phía sau kéo lên, mấy người vậy nè, cô phần già rồi, yếu, nó lạnh, nó lạnh từ bên trong nó lạnh ra, tối ngủ là đâu có bật quạt làm em nhớ nè, rửa là rửa cắm đầu giống mày rửa tường luôn. Cái này con theo đút nước chút rồi con. Đút nhiều lắm rồi. Hết trơn nước rồi. Anh nhấn nóng trơn đất luôn bí đâu bây giờ sao cái này trước xong mày bấm bí đò bỏ vô sau đó không ủa bấm bí chưa rửa chưa cái nào cái này nè cái bấm bí chưa rửa à đấy mày rửa chưa lạc mà phải không có lạc chưa lạc rồi hai chị em chúng em làm tỷ nữ từ sáng giờ bây giờ sắp tới giờ thưởng thức rồi bà con ơi. Bây giờ chị còn nhiêu? Chị còn gì chế nước mắm không? Rồi rồi xong rồi đó. Bây giờ còn dọn cơm lên ăn cơm xong rồi rửa chén nữa là xong. Và con còn một cái cối nữa rửa là xong. Rồi lát hồi ăn xong rồi bắt đầu hai chị em tiếp tục làm tỷ nữ một chập nữa. Đây là rau muống. Rau muống luộc. Quá ngon. Tươi xanh. Cái chén nước mắm chén là nóng rồi nha. Và bữa cơm đạm bạc đã được lên mâm. Nói chung là toàn là rau. Các loại rau. Rồi, mời ba ăn. Ba ăn đi ba. Ba ăn cơm đi. Ăn cơm đằng sau lưng là một cánh đồng lúa. Rất là thơ mộng đúng không? Đây là tỷ nữ thứ nhất. Và đây là người hưởng thụ. Đi chợ hối như gì á. Hối quên một cái cây. Còn đây là đầu bếp chính. Đầu bếp sai gì làm đó. Còn đây là một đứa cháu rất là đẹp trai. Ngoan lắm nha. Học giỏi nữa. Và còn đây là tỷ nữ thứ hai. Tỷ nữ thứ hai sắp sửa ngồi đây để hưởng thụ này. Nãy giờ làm quá trời luôn. Cốt khỉ vẫn trở về cốt khỉ. Tỷ nữ vẫn là tỷ nữ ha. Nghĩa là đầu bếp nó ăn xong rồi bắt đầu ra nó hưởng thụ rồi. Nó uống trà. Hai chị em tới đây được chén cái này là không phải chị đấy chị rửa cho bông đi em rửa này nếu mà để lâu nó nóng chút cho nó hơi giỏi cho mà rũ các em nó phải thề rũ thì còn cái gì chúng nó mang về đấy chị kêu quay nè còn cái nhà ăn xong rồi nó chết nha nhà em này là mất xác đây thì thôi sau khi gia đình em ăn được bữa cơm toàn rau ngồi á đằng sau lưng là một cánh đồng
lúa đang đang lớn từ từ. Nói như là không biết là họ trồng bao giờ nhưng mà lúa cũng có nào chị Hương ha. Lớn có cái này đó. Cánh đồng lúa, các bạn biết không, ngồi đây ăn cơm á, gió thổi vào rất là mát. Và nhìn ra xa đây thì nó là nhìn cảnh miền quê rất là thơ mộng luôn á. Thì nói chung là thôi bây giờ nó ngồi nó chờ mình mời chị ơi. Ở đây nè. Thôi ngon quá rồi. Mời đầu bếp. No lắm. Thôi, hai cô tỷ nữ ăn là phải mời đầu bếp chứ thôi đầu bếp giật. No. À, ăn đây nè. No nó ăn chuối no. Thế hả? Các em ăn thì đây để hai tỷ nữ ăn. Về quê đó các bạn biết không? Nó rất là êm ả, không có ồn ào. À, hơn nữa là ở đây đồ ăn tươi nữa quý ông bà. Ngồi ở đâu cũng thấy mát nha, tại bởi vì ở đây họ làm ở chỗ nào cũng thấy là có gió ha. Nhà cửa thì làm nhiều cửa sổ lắm. Gió mát. Mát như xe xe giống như có máy lạnh luôn á. Mình ở trong Sài Gòn, ở trong miền Nam á, ở phía miền Tây á, em đi em thấy là nhà người ta ở một nơi và ruộng lúa thì ở một nơi, còn những người nào ở ruộng lúa vậy là người ta hay ở những ngôi nhà mà nó giống như là ngôi nhà xây tạm thôi. Nhưng mà nhà sàn. Ừ, còn ở đây á, ngay Quảng Ngãi nha các bạn, nhà ở là ruộng lúa ngay trước cửa, nghĩa là mình làm cái nền nhà nó cao lên một chút thôi. Đó. Nên là gió mát lắm, cây trái ở đây tươi, xung quanh thì có trồng ít rau, rồi có đu đủ nè, rồi có xoài, có bưởi, có ổi, nhưng mà thật sự nha, tới mùa này á, trái đến đâu hết trơn là chỉ có đu đủ là còn thôi. Còn bưởi thì ra chút rồi nè. Bởi vì mình về trái mùa đó, cũng như là vú sữa bây giờ cũng chưa phải là được mùa lắm ha. Rồi măng cục cũng chưa phải được mùa lắm. Đây là trước cửa nhà của ba Kim. Ở đây có một cây đu đủ mọc ngay ở bờ ruộng. Và các bạn có thể thấy là cốc nhỏ xíu và chưa có đủ lớn để cho mình hái nữa. Và đây là cây bưởi và cây ổi. Cây ổi cũng đang có trái nhỏ thôi. Trái chút rồi đó. Còn đây là cây bưởi. Trái nhỏ mà nó không, chưa có trái lớn. Chút là xanh lè. Nhìn xa thì mình tưởng lá nha, nhưng mà nhìn gần là trái cũng nhiều nha. Ruộng lúa đây các bạn. Và đây trong nhà. Các bà chị dâu này bác ra ngoài quê á, hành tươi bà cũng mua, tỏi tươi bà cũng mua. Có ai mà mang trứng từ ngoài quê bỏ vào cái phát bạc đem về không? Bỏ trong cái ấy là không? Bỏ hết vào trong cái thùng này. Đúng. Khỏe ha. Rồi sang năm con sẽ về nữa, năm ba. Rồi lâu lâu á thì con sẽ gọi điện thoại và cho quay tân sẽ gọi điện thoại về thăm ba. Nó nhớ ba dữ lắm luôn á. Ba nhớ là nhà ba phải ăn nhiều vô nha. Ăn rồi ví dụ ba thích ăn mềm thì ba nói cô Heo có nấu mềm cho ba ăn. Và nếu mà ba muốn ăn cái gì thì ba nói. Chứ ba không nói ra thì cô đâu cũng biết đâu, đúng không? Ừ. Bây giờ ba, bây giờ con phải về rồi tại vì công việc của con nữa. Thì thôi con về đây thăm ba. Chắc chắn là sang năm con về nữa. Ba cố gắng giữ gìn sức khỏe đi, có gì sang năm con được quay tên về thăm ba nha. Rồi. Bữa nay là chị em của Kim đi về thăm gia đình, thăm ba của Kim. Nhưng mà bây giờ đến giờ cũng phải chia tay rồi. Nói chung là không có cuộc chia tay nào mà không rơi nước mắt các bạn. Thì cuộc sống, con cái cũng phải đi làm ăn, rồi cha mẹ già giống như chuối chín cây vậy đó. Nghĩ tới thì nói chung là rất là đau lòng, nhưng mà cũng phải chia tay để đi về chứ đâu có thể nào ở lại thêm được nữa. Ước gì á, cứ vài tháng được về thăm cha mẹ một lần nha các bạn ha. Còn nếu mà ở gần á, đi được á, mỗi ngày thì càng tốt. Thôi thì chuyến đi về thăm ba của Kim ở Quảng Ngãi đến đây xin khép lại. Và xin mến chúc quý ông bà anh chị em có một ngày tràn đầy niềm vui và hạnh phúc bên cha mẹ của mình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.